Người nổi tiếng TV 24H là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24H. Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư đầy trìu mến tại lễ trao giải Tencent Starlight. Ngô Lỗi, nam diễn viên đa năng này, đã liên tục hợp tác với các diễn viên xuất sắc như Giao Lucy và Chu Du Tông và đạt được thành công lớn trong các tác phẩm như Ngôi Sao Rực Rỡ và Chỉ Tình Yêu. Bộ phim truyền hình mới In Blizzard Time và sự hợp tác của anh với Triệu Kim Mai cũng rất được mong đợi. Mới đây, màn trình diễn của anh tại Tencent Starlight Award 2023 đã khiến toàn bộ Internet phát cuồng. Đêm hôm đó, Ngô Lỗi nhìn chằm chằm Triệu Lộ Tư một cách trìu mến, khiến vô số cư dân mạng mê mẩn. Sau sự kiện, cử chỉ nhỏ của anh trong thang máy sân bay khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi. U Lê gần đây đã được mời tham gia Tencent Star Award. Anh đã tỏa sáng rực rỡ trong lòng khán giả và cuối cùng đã giành được giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc của năm nhờ màn trình diễn xuất sắc của mình. Bộ phim truyền hình sắp tới của anh, In Blizzard Time, cũng giành được giải tác phẩm được mong đợi nhất. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh và tầm ảnh hưởng của anh trong làng giải trí. Trong sự kiện tối hôm đó, sự tương tác của anh với nhiều ngôi sao nữ anh từng hợp tác trước đây đã trở thành tâm điểm. Màn hợp tác giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã thu hút được sự quan tâm nhiệt tình của vô số người hâm mộ. Họ đã thể hiện kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình trong bộ phim The Star năm ngoái mà họ đóng chung và kết quả là đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Điều đáng chú ý hơn nữa là chính phủ Uluke Escape do họ thành lập đã nhiều lần dính tin đồn tình ái bí mật khiến người hâm mộ phải suy đoán. Ngoài ra, ngày hôm đó Ule còn thể hiện khả năng quan sát nhạy bén của mình và quay lại bắt giữ Chu Ngọc Đồng, người đóng chung trong bộ phim truyền hình Anh Em Just Love. Sau khi Chu Ngọc Đồng bị Ngô Lỗi phát hiện khi cô đang ăn vặt, cả hai gặp nhau và cười đùa. Cảnh tượng này khiến cư dân mạng bật cười và cho thấy tình bạn sâu sắc giữa hai người. Sau khi kết thúc chuyến đi Starlight Award, Ngô Lỗi đã xuất hiện tại sân bay vài ngày trước để chuẩn bị lên đường nhưng người hâm mộ vẫn theo anh suốt chặng đường. Một trong những cảnh quay thậm chí còn khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi và trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Ngô Lỗi xuất hiện trong thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh nhạy bén nhận ra có fan đang quay phim. Anh vô thức bước sang bên phải một bước. Động tác này hóa ra là để giúp cô bé qua đường đứng bên phải chặn camera. Động thái ấm lòng của Ule chắc chắn là sự tôn trọng quyền chụp ảnh chân dung của trẻ em. Anh chàng dùng chính cơ thể mình làm khảm. Động thái siêu đáng yêu và ấm áp này ngay lập tức làm cư dân mạng bàn tán sôi nổi và đổ xô vào danh sách hot search. Cư dân mạng cho rằng hành động của Ngô Lỗi khiến họ cảm thấy vô cùng ấm áp, lòng tốt và sự chu đáo của anh khiến mọi người muốn khen ngợi anh. Thần tượng nổi tiếng Ule lần lượt hợp tác với Giao Lucy và Chu Du Tông, đóng vai chính trong The Star và Just Love, đã trở nên nổi tiếng. Và bộ phim tình cảm lãng mạn In The Blizzard Time đóng chung với Giao Jin Mai cũng vậy. Thu hút sự chú ý. Cách đây vài ngày anh ấy đã tham dự lễ trao giải Tencent Starlight Award 2023. Sau khi kết thúc, anh ấy đã được chụp ảnh trong thang máy sân bay. Khi nhìn thấy một người hâm mộ đang chụp ảnh mình, Ngô Lỗi vô thức bước sang bên phải một bước. Hóa ra là anh ấy muốn để giúp cô bé đi ngang qua chặn camera và trực tiếp dùng cơ thể của mình như một bức tranh khảm. Động tác siêu dễ thương và ấm áp đã khiến cư dân mạng tan chảy ngay lập tức. Ngô Lỗi ra mắt đóng quảng cáo từ năm 3 tuổi và chính thức bước chân vào làng giải trí. Năm 6 tuổi, anh đóng vai Tiểu Nê Gia trong phim truyền hình cổ trang Phen Minh Ki Sang. Các tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm phim truyền hình cổ trang Lan Gia Bang và Long Song Sinh, Ngôi Sao Rực Rỡ và Just Love. Năm nay, anh cũng đóng chung với Huge trong bộ phim It's Worth It. Huge đánh giá cao khả năng diễn xuất của Ule và tỏ ra lạc quan rằng Ule sẽ được thăng chức lên hàng đầu. Ngô Lỗi gần đây đã được mời tham dự lễ trao giải Tencent Starlight. Phen Gun đã giành được giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc của năm và bộ phim truyền hình sắp ra mắt In Blizzard Time cũng giành được giải thưởng tác phẩm được mong đợi nhất. Những ngôi sao nữ anh từng hợp tác trước đây cũng trở thành tâm điểm. Ví dụ như năm ngoái Ngô Lỗi đóng chung với Triệu Lộ Tư trong Ngôi Sao Rực Rỡ. Bộ phim này gây tiếng vang lớn, thậm chí cả hai còn nhiều lần vướng vào scandal tình ái bí mật. Chính phủ Uluke Escape do họ thành lập đã đạt được số lượng lớn người hâm mộ tối hôm đó. Ule được chụp ảnh trên sân khấu trong khi Giao Lucy dẫn đầu. Khi nhận giải, ánh mắt của anh ấy luôn dán chặt vào người phụ nữ. Thậm chí ngay cả khi đang ngồi trên ghế, anh ấy cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Giao Lucy một cách trìu mến. Khi Ngô Lỗi lên sân khấu nhận giải, Triệu Lộ Tư đã vỗ tay nhiệt tình trong khán giả, khiến fan phim truyền hình lại náo loạn. Ngoài ra, cùng ngày, Ule cũng bị chụp ảnh quay đầu lấy túi. Chu Ngọc Đồng, bạn diễn trong bộ phim truyền hình Chị Em, Just Love, đang cúi đầu ăn đồ ăn nhẹ.
gặp nhau cười nói khiến cư dân mạng bật cười, đồng thời cũng có thể thấy tình bạn giữa hai người rất tốt đẹp. Sau khi kết thúc chuyến đi Starlight Award, Ngô Lỗi mới đây đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị lên đường. Vẫn có người hâm mộ theo dõi anh trên đường đi, nhưng một trong những cảnh quay của anh đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Tôi nhìn thấy Ngô Lỗi xuất hiện trong thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, mắt anh ấy nhận ra có một chiếc camera fan đang chụp ảnh. Anh ấy vô thức bước một bước về bên phải, hóa ra là muốn giúp đỡ người qua đường nhỏ bé đang đứng ở phía trên. Quyền chặn camera, mong người hâm mộ chỉ bằng cách tôn trọng quyền hình ảnh của trẻ em, họ mới dùng cơ thể của mình làm vật kép. Động thái siêu dễ thương và ấm áp ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng và làm tan chảy trái tim cư dân mạng. Sau đó, cư dân mạng cũng đào lại những việc làm của Ngô Lỗi. Chẳng hạn như anh từng gặp phải hành lý chắn đường ở sân bay, anh lập tức bước tới đẩy nó ra, đồng thời cúi chào những người phía sau một cách lịch sự và làm động tác xin hãy rời đi, giúp người hâm mộ chặn hành lý lăn xuống cầu thang, vô thức bám lấy nhân viên bảo vệ, và gần đây còn giúp một cô bé chặn camera. Từ tất cả các chi tiết có thể thấy, Ngô Lỗi không những không có khí phách mà còn không muốn làm phiền người khác ở nơi công cộng. Nhân vật của anh được cư dân mạng khen ngợi.